em chào cô ạ. Chào em Ôn Anh. Tôi gặp thật sự ở ngoài bởi vì là thi thoảng xem, thế xong là ngưỡng mộ, xong là thấy tự hào lắm. Thực sự là rất là xúc động khi gặp cô, mình rất là xúc động. Bao nhiêu cái kỷ niệm ngày xưa nó ùa về. Có những người mà 20 năm rồi Nam chưa bao giờ gặp lại, trong đó có những cái kỷ niệm, có những ký ức của mình, ví dụ như là Cruz chẳng hạn. Các bạn thân mến, ai cũng có ngày xưa, ai cũng có những thời học sinh. À, có lẽ là đa số chúng ta chứ, bởi vì Nam biết là sẽ có những bạn không có thời học sinh, nhưng mà thời tuổi thơ, ký ức thì ai cũng có. Ngày hôm nay thì Nam quay trở lại trường cấp 3 của mình sau 20 năm xa cách. Chính vì vậy mà mọi người đều hẹn nhau rằng là ngày hôm nay sẽ có mặt đầy đủ. Các bạn biết không, là có những người mà 20 năm rồi Nam chưa bao giờ gặp lại, trong đó có những kỷ niệm, có những ký ức của mình, ví dụ như là Cruz chẳng hạn, yêu thầm nhưng mà không được đáp ứng. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng Nam. Xin chào mọi người nhá. Cấp 3 Lê Hồng Phong ở thành phố Hà Giang. Đấy. Ngày trước, 20 năm trước thì khi mình học ở đây thì mọi thứ có nhiều cái sự khác biệt so với bây giờ. Bây giờ thì bê tông nhiều hơn, rộng hơn. Nhưng mà hình như là có cái cây phượng này thì là không đổi này. Đây cây phượng này này. Đấy. Và dãy lớp học này, nhưng mà hình như là vào cái mùa hè thì các trường cũng sửa chữa nâng cấp. Đây Nam chỉ nhớ mỗi là cái cây phượng này là còn so với ngày xưa thôi. Bởi vì nhắc tới các cái ngôi trường thì với học sinh thường là cây phượng, cây hoa phượng là cây gắn liền với thời học trò. Bởi mỗi khi mà hoa phượng nở ấy, thì báo hiệu mùa hè về thì mọi người đều rất là vui mừng. Đấy. Còn khu dãy lớp học thì lại đang sửa chữa nâng cấp rồi. Không biết là lát nữa mọi người sẽ ôn lại kỷ niệm như nào nhờ. Đây mình ra xem lại một số cái gương mặt mà hồi có những đứa mà mình ghét nhá, là hồi đấy là đánh nhau nhá, cũng có nhá. Có những đứa bạn thân nhá. Có những đứa mà nói chung là đầy đủ những yếu tố. Có thể nói là cái lớp đại học ấy thì là hầu hết là mọi người đã lớn, đã trưởng thành rồi và có vẻ như là cái sự nghịch ngợm nó ít đi. Nhưng mà cái cấp 3 đúng là cái, có thể nói rằng là nhất quỷ nhì ma. Thứ ba là học trò, là cái lứa cấp 3 ấy, lúc đấy đó là không còn nhỏ nữa, vừa bắt đầu mới lớn là nghịch lắm, là nó như là một cái xã hội thu nhỏ, có đầy đủ những nhân vật, những cái gương mặt mà gây cho mình cái sự bực tức này, có người thì cho mình tình cảm này, có người thì ôi thế nọ thế kia. Nói chung là mình nghĩ là cấp 3 là một cái môi trường mà phức tạp nhất trong suốt cái thời học sinh của mình thôi, còn không biết với các bạn như nào. Đấy. Em chào cô ạ. Chào em Ôn Anh. Tôi được gặp thật sự ở ngoài. Tôi gặp thật sự ở ngoài bởi vì là thi thoảng xem, thế xong là ngưỡng mộ, xong là thấy tự hào lắm. Thật mà, thế cố gắng hơn nữa nhỉ. Ba người yêu mến em, phải chỉ là các bạn lấy hết tiền đi nhanh em. Tôi lâu quá không được gặp cuộc sống. Thì thật đấy, từ là để nhá, chúc em mọi sự phải
giỏi đấy. Nhiều thứ. Bốn ông bà được bốn con trai. Quá năm nhỉ? Năm cũng đi nhiều nơi. Vâng. Thế cũng phải đúng 20 năm rồi cô trò mình gặp nhau. Ừ đấy. Mày lại sai rồi. Có khi còn phải hơn Nam à? Tại vì là Nam chuyển 2 năm 3 tháng. Cái gì đúng thời điểm này. Mà thật sự là tự hào. Cảm ơn cô. Em nhé. Rất tự hào với em đấy. Các bạn lớp mình cũng mỗi bạn một cái tự hào, nhưng mà Nam cũng nhiều người biết tên khác. Một cái gọi là ảnh hưởng nhiều ấy. Chị chồng cô á. Còn gì nhỉ? Còn xem Nam chưa? Giới thiệu. Đấy, tại vì cô cũng ít khi xem nhiều đứa trẻ lắm. Thế là đến hôm chị chồng bảo khi thấy ấy, bạn đấy là họ Thắng Hồng Phong. Xong còn bảo là biết cô Phương Phong Phong bảo là Thắng nhỉ? Hình như có một lần em có nói. Không biết là xin lỗi là nói đúng rồi hay không. Cô bảo úp vậy à? Úp thế em phải xem. Xong là con trai cô thì thích lắm. Ôi mẹ ơi, anh Nam cũng thấy anh Nam đấy lâu lắm. Cái hồi đấy là cái là em bé mà nhỏ ấy đúng không ạ? Cái hồi em mà bé nhỏ đấy đi làm rồi á. Bây giờ em bé thứ hai cơ. À thế hả? Mẹ con biết anh này. Đấy, là anh này thích lắm, con thích xem. Chị chồng cô cũng thích, mọi người cũng thích. Thôi xong cảnh cô bảo mỗi người một cái thành đạt. Nhưng thực sự là từ hàng vì nhiều bạn mới có thì nhá. Và chẳng lâu quá mình tặng. Em lên hôm qua. Đi bạn trẻ nét thì không thay đổi. Nét thì không thay đổi. Không lâu lắm nhỉ? Mình gặp nhau lúc này cũng thấy ấn tượng lắm, tại vì là nhiều các bạn cá tính. Thấy có em. Ngày xưa thầy Hoàng Hải cũng nhiều cũng lần cũng nói lúc mình ấy cũng bảo là lớp em có một bạn cá tính. Thầy tôi ấy thì người đấy mới tải. Thầy Hải, thằng Hoàng Minh Hải dạy thầy toán trường mình ấy nè. Vâng. Thầy có bảo, cô bảo như thế. Cô bảo là bạn tính. Thầy bảo, cô bảo là bạn đấy có bạn tính. Bạn nào có bạn tính thì... Đi ra đây các bạn chị hiểu. Vâng. Nam, cô dạy môn văn hồi đầu mới vào thì có thể nói rằng là chính những lời dạy, những cái bài giảng của cô đã cho mình những cái suy nghĩ, những cái lập luận để cho cái lời dẫn của ngày hôm nay của Nam trở nên là logic hơn, trở nên kiểu nghe dễ nghe hơn. Đó là chính là nhờ công ơn của những người thầy, người cô từ những ngày đầu tiên. Thì sau 20 năm gặp lại thì nhìn cô Phương hồi đó cô vẫn còn trẻ mà bây giờ cô cũng có những nếp nhăn, cũng có những cái thay đổi. Và mình thực sự nghĩ rằng là cái thời gian là cái gì đấy nó rất là khắc nghiệt, nó sẽ qua đi khi mà chúng ta vô cùng bận bộn bề với cuộc sống, chúng ta không để ý về những cái người thân xung quanh ta. Và bỗng một ngày gặp lại, dù đó là người thân hay là bất kỳ một ai đó đã lướt qua trong đời của chúng ta, thì cũng sẽ kiểu có những cái vết hằn thời gian ấy. Thực sự là rất là xúc động. Khi gặp cô mình rất là xúc động. Bao nhiêu cái kỷ niệm ngày xưa nó ùa về. Thank you.
Đây là Đông, gọi là Đông Thảo. Cũng là một trong về bạn thân của Hoàng Nam. Ngày xưa thì hai đứa rất là mê vi tính, tin học. Bao nhiêu có kỷ niệm đấy. Làm sao mà. Về đánh nhau thì ông này cũng hỗ trợ mình. Bây giờ là chúng tôi đã vào một cái lớp cũ. Lớp mình nhớ là hồi đấy ở bên dãy bên kia, nhưng mà có thể bên kia đang sửa thì vào bên này. Giờ mình còn không biết là mình ngồi bàn nào cơ. Như kiểu là đi học muộn ấy. Mà tôi ngồi đâu ấy nhở? Chính tôi và bà gặp nhau nhiều nhất đấy nhờ. Hiện giờ lấy chồng ở Lạng Sơn, mà mỗi lần Nam đi quay ở Lạng Sơn đều tới thăm gia đình và các cháu rất là lém lỉnh luôn. Mình là Lê Hoàng Nam, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1984. Hiện nay thì mình cộng tác với tập đoàn Google. Và mọi người biết tới mình là Hoàng Nam Challenge Me, có kênh YouTube và gần 4 triệu lượt người theo dõi. Và hiện nay có lẽ là con cái của các bạn chắc là xem mình nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà mình biết rằng có nhiều cháu là không tin là bố mẹ là học chung với chú Nam nhỉ. Ký ức tuổi thơ thì không bao giờ quay trở lại, cho dù đó là những kỷ niệm buồn hay là chưa được vui cho lắm. Thì Nam nghĩ rằng chúng ta khôn lớn lên đó chính là nhờ những ký ức như vậy. Do đó nếu như các bạn đang ở độ tuổi nào thì hãy luôn hết mình với nó, để sau này khi mà chúng ta đã ở một nửa bên kia của cuộc đời rồi thì sẽ không bao giờ phải hối hận một điều gì cả. Đó chính là những cái gì mà khi Nam quay trở lại thăm trường cũ, thăm bạn bè, và Nam nghiệm được thấy cái điều đó và rất muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta hãy luôn sống hết mình dù cho là một thời kỳ nào nhé. Xin chào các bạn.